Thưa quý vị, có một cái câu đố vui, một cái viện bảo tàng mỹ thuật bị hỏa hoạn lửa cháy rất là nhanh. Và bạn là nhân viên bảo quản tranh của viện bảo tàng đang đứng ở ngoài cửa và có khả năng cứu duy nhất một bức tranh. Vậy bạn cứu cái bức tranh nào? Và có rất nhiều người lý luận trần trừ mãi chưa ra được quyết định và có người quyết định rất là nhanh tôi sẽ cứu bức tranh đắt nhất. Có một cái cậu bé nói rằng nếu tôi đứng ở ngoài cửa thì tôi sẽ cứu ngay bức tranh ở ngay cái cửa vừa nhanh chóng vừa dứt khoát rất là chính xác C câu chuyện này làm tôi nhớ tới cái hiệu ứng con lừa của nhà triết học người pháp burian đó các bạn có rất nhiều phiên bản nhé con lừa này đang rất đói nhưng trước mặt nó có hai cái đống cỏ khô thế mà nó cứ trần trừ do dự quyết định không biết lên ăn cái đống cỏ nào trước và cuối cùng nó chết đói các bạn cái hiệu ứng con lừa này áp dụng rất phù hợp với cái bối cảnh kinh tế suy si thái ghê gớm như hiện nay chúng ta là những người chủ là lãnh đạo của doanh nghiệp chúng ta cần phải quyết định nhanh chóng sức khoát các mục tiêu để doanh nghiệp sinh tồn cho dù chúng ta chọn cái đống cỏ đó mà sau này đống cỏ đó không tốt nhưng nó vẫn giúp chúng ta sinh tồn được các bạn vì vậy chúng ta phải quyết định nhanh chóng chọn và lấy đó làm chuẩn là mục tiêu để làm tới cùng không được tùy tiện thay đổi do đó chúng ta cùng nhau đưa ra quyết định nhanh chóng dứt khoát quyết đoán để chúng ta tồn tại còn do dự trần trừ là chết các bạn